Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng gặp nhau trong bản tin của kênh Tin Mới. Hãy cùng dành ra 10 phút mỗi ngày để cùng lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý sẽ diễn ra trong ngày trên kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau đây. Xin chào các bạn khán giả yêu mến của Tin Mới, các bạn thân mến. Hồi tháng trước, cộng đồng mạng đã sụp sôi trước một video và hình ảnh cho thấy tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc nổi lên ngay tại tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi tại khu vực gần quần đảo Hoàng Sa. Đây là chủ đề rất nóng, khi đó khiến nhiều người đặt dấu hỏi liệu có sự cắt ghép nào ở đây không? Đây là vô tình hay hữu ý khi tàu ngầm quân sự Trung Quốc nổi ngay cạnh tàu cá? Hay vì sợ tàu cá Việt Nam nên tàu Trung Quốc nổi lên luôn, hoặc là tàu ngầm Trung Quốc chắc là gặp sự cố gì đó nên vô tình nổi lên? Dù sự việc đã xảy ra cách đây khá lâu nhưng cho đến nay, đây vẫn đang là vấn đề gây xôn xao, nhức nhối dư luận khi sự thật mới chỉ được đưa qua các trang mạng truyền thông xã hội. Thực hư sự việc này là như thế nào mà cho đến bây giờ vẫn đang là một ẩn số? Vậy để giải đáp những thắc mắc của các bạn khán giả cho bấy lâu nay, hãy cùng với Tin Mới tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Các bạn thân mến, căn cứ vào hình ảnh từ đoạn video của ngư dân Việt Nam, có thể dễ dàng nhận ra đó là tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa chiến lược lớp Thai 094A. Đây là phiên bản thế hệ thứ 2 của tàu ngầm Thai 094. Chúng đều được xem là những chiếc tàu ngầm hạt nhân hiện đại và lớn nhất của Trung Quốc hiện nay. Lớp tàu ngầm này có chiều dài lên tới 135m, rộng 12,5m và nặng tới 11.000 tấn. Cho tới nay, các tham số về động cơ hạt nhân của nó vẫn còn là một bí mật. Có 6 chiếc Thai 094 và 094A đã được chế tạo với chi phí ước tính là 750 triệu đô la Mỹ một chiếc và được biên chế từ năm 2007 đến nay. Dù bí mật về hình dáng thiết kế, nhưng theo giới phân tích, hình dáng của tàu ngầm Trung Quốc được sao chép giống tàu ngầm hạt nhân đề án 667 BDR của Liên Xô phát triển từ những năm 1970. Tuy nhiên, khi Trung Quốc chế tạo tàu ngầm Thai 094A và sự xuất hiện lần đầu tiên của nó khiến cho các chuyên gia quân sự quốc tế cho rằng tàu ngầm Thai 094A đã khắc phục được nhược điểm lớn của các tàu ngầm thế hệ trước là độ ồn trong khi di chuyển nhờ được trang bị công nghệ tinh âm của tàu ngầm Thai 093A. Đặc điểm nổi bật của chiếc tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc là cái lưng gù nhô lên ở giữa thân tàu, nơi đặt 12 giếng phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa DL-2, loại tên lửa có tầm bắn khoảng 7.400 km. Chiếc tàu ngầm thế hệ mới mang tên Thai 094A lại được trang bị mẫu tên lửa đạn đạo mới GL-2A, có tầm bắn lên tới 11.200 km, lớn hơn nhiều so với những loại tên lửa phóng từ tàu ngầm trước đó của Trung Quốc. Với tầm bắn này, tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân GL-2A được các chuyên gia nhận định rằng chúng có thể tấn công toàn bộ lãnh thổ nước Mỹ mà tàu ngầm không cần di chuyển khỏi căn cứ đang được bảo vệ nghiêm ngặt ở đảo Hải Nam. Ngoài ra, cũng theo đánh giá từ các chuyên gia quân sự, khả năng tấn công mục tiêu trên phạm vi toàn cầu của tàu ngầm Thai 094A từ các vùng biển ven bờ sẽ làm gia tăng đáng kể khả năng đáp trả hạt nhân của Trung Quốc trước bất cứ một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu nào. Đây được coi là một phần trong chương trình hiện đại hóa các lực lượng chiến lược của Trung Quốc, bao gồm việc tăng cường vệ tinh, cảnh báo sớm, hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa, máy bay ném bom tàng hình và tên lửa đạn đạo cỡ lớn. Tuy đã được triển khai, nhưng giới phân tích đặt dấu hỏi lớn về độ tin cậy của GL-2 khi có ít nhất 3 lần bắn thử thất bại vào các năm 2001, 2012, 2015 trên tổng số 6 lần bắn thử được tiết lộ. Sự khác biệt giữa Thai 094A và Thai 094 là không nhiều, có thể phân biệt qua kết cấu thượng tầng. Tàu Thai 094A có thượng tầng mượt mà, bo tròn hơn nhiều so với kiểu vuông vức của Thai 094. Nhìn chung, các tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc thường bị đánh giá là chưa đủ độ tin cậy và thực tế lịch sử phát triển cho thấy nhiều vấn đề. Nói qua một chút về lịch sử phát triển tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc cho bạn nào chưa nghe và chưa biết. Như chúng ta đã biết, Trung Quốc đã phát triển tàu ngầm hạt nhân từ rất sớm khi mà họ còn chưa đóng được các tàu khu trục tên lửa cỡ lớn hay tàu sân bay. Quả thực, tàu sân bay được coi là biểu tượng sức mạnh tổng hợp của một quốc gia, là căn cứ nổi trên biển, có khả năng thực hiện hàng trăm phi vụ trong một ngày. Thế nhưng, đi cùng với đó là một chi phí vận hành rất đắt đỏ, đòi hỏi khả năng công nghiệp cực kỳ cao, cùng với áp dụng nhiều công nghệ hiện đại và phức tạp. Ngoài ra, sự to lớn cồng kềnh cũng khiến cho tàu sân bay cần phải có một đội tàu hộ tống mạnh mẽ nếu không muốn trở thành một cái bia tập bắn.
Tuy nhiên, tàu ngầm thì lại khác. Tàu ngầm lại là một loại vũ khí có khả năng ẩn mình rất tốt dưới mặt nước biển, cực kỳ khó phát hiện và có thể độc lập tác chiến. Và tất nhiên, việc chế tạo tàu ngầm sẽ trở nên đơn giản và tiết kiệm hơn so với tàu sân bay, nhưng vẫn mang lại được những khả năng răn đe chiến lược cần thiết. Trong khi đó, tàu ngầm hạt nhân là một trong các mục tiêu quan trọng nhất mà bất kỳ nước nào có khả năng chế tạo tàu ngầm đều muốn hướng đến. Chúng có thể lặn lâu hơn, đi xa hơn bất kỳ tàu ngầm diesel nào và trang bị vũ khí hiện đại còn có thể hủy diệt cả một quốc gia. Đó cũng là lý do mà nhà lãnh đạo Trung Quốc Mao Trạch Đông đã từng đặt mục tiêu là phải có bằng được tàu ngầm hạt nhân. Ngay khi Mỹ đưa vào vận hành tàu ngầm nguyên tử đầu tiên những năm 1950, trước những đánh giá của chuyên gia quân sự về sức mạnh của chiếc tàu ngầm Chai-094A của Trung Quốc, việc tàu ngầm Trung Quốc bất chợt nổi lên giữa các tàu cá của Việt Nam ở Biển Đông đã làm dấy lên lo ngại cho cộng đồng quốc tế. Và một câu hỏi được đặt ra lúc này rằng, sự xuất hiện này liệu có phải là lời đe dọa của Trung Quốc hay chỉ là tai nạn xảy ra ngoài ý muốn? Hãy cùng team mới tìm hiểu phần tiếp theo các bạn nhé! Thêm một bản tin của Fox, sự cố đã xảy ra từ hồi tháng trước nhưng chỉ được đưa ra các trang mạng truyền thông xã hội. Chiếc tàu ngầm của Hải quân Trung Quốc có trang bị tên lửa đạn đạo được cho là hoạt động gần quần đảo Hoàng Sa và nằm ở vị trí chiến lược trên Biển Đông. Sau một trận hải chiến khốc liệt với Hải quân Việt Nam Cộng Hòa vào năm 1974, quần đảo Hoàng Sa đã thuộc quyền kiểm soát của Trung Quốc sau khi Bắc Kinh chiếm quần đảo này từ tay Việt Nam. Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền tại quần đảo này. Cũng theo nhận định của một nhà phân tích quốc phòng được trang mạng news.com của Úc, cùng nhà phân tích cộng tác viên của tạp chí Không gian và Quốc phòng cho biết, việc chiếc tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc nặng 11.000 tấn bất ngờ nổi lên giữa các tàu đánh cá Việt Nam là một sự cố vô cùng bất thường. Bản tin của trang mạng news.com của Úc cho rằng, tính năng quan trọng nhất của chiếc tàu ngầm là tàng hình, đồng nghĩa với việc là tàu có thể hoạt động và ẩn mình dưới nước trong nhiều tháng trời. Do đó, phải có một lý do nào đó đủ nghiêm trọng thì con tàu này bất đắc dĩ mới phải nổi lên dưới ánh mắt soi mói của tàu bè một nước khác. Nhà phân tích nhấn mạnh, đây không phải là loại tàu được dùng để gửi đi một thông điệp như để răn đe các đối thủ, bởi vì thông thường các tàu ngầm thường lánh xa tàu đánh cá vì những mối nguy hiểm tiềm tàng. Bản tin news.com cũng nhắc lại một sự cố xảy ra vào năm 1984 khi một tàu ngầm hạt nhân Nga mắc vào lưới đánh cá của một tàu cá Na Uy sau nhiều giờ phấn đấu để tìm cách thoát ra khỏi lưới. Chiếc tàu ngầm Nga đã buộc phải trồi lên mặt nước với bảy bí mật của mình ở ngoài khơi một quốc gia thuộc Liên minh NATO. Theo nguồn tin này, thì việc Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo và củng cố các đảo này một cách bất hợp pháp đã biến toàn bộ vùng biển giữa Trung Quốc, Đài Loan, Philippines, Malaysia và Việt Nam đã trở thành ao nhà của Trung Quốc. Trung Quốc giờ có thể dễ dàng giám sát tàu bè tiến vào Biển Đông, trong khi các tàu ngầm hạt nhân của họ có thể ẩn mình sâu dưới biển và cảm thấy an toàn vì biết rằng bất cứ tàu ngầm hoặc máy bay này sẽ có thể lọt khỏi lưới kiểm soát của họ. Tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc trong cuộc được cho là đóng căn cứ tại vịnh Tam Bình, đảo Hải Nam cách Hoàng Sa khoảng 100 dặm về hướng Tây Bắc. Thật nực cười khi cho rằng một tàu ngầm hạt nhân khổng lồ nặng tới 11.000 tấn lại có thể bị nổi lên bằng những chiếc lưới đánh cá. Các bạn có nghĩ điều này là cực kỳ vô lý không nào? Thực tế, việc bắt gặp tàu ngầm hạt nhân nổi lên giữa biển là điều hiếm thấy, trừ khi đó là một cuộc diễn tập có sự chuẩn bị từ trước. Bởi lẽ, tàu ngầm hạt nhân có thể lặn sâu dưới biển trong một thời gian dài. Do đó, không có lý do gì mà trong khi đang làm nhiệm vụ lại phải trồi lên giữa một vùng biển xa bờ, làm lộ vị trí chiến đấu và dễ dàng bị tiêu diệt trong trường hợp có giao tranh. Mặt khác, khi nổi, tàu ngầm sẽ không thể thực hiện các biện pháp phòng vệ mà chỉ như một mục tiêu nổi bật giữa biển, không thể nào chống trả lại một cuộc tấn công từ tàu mặt nước. Bởi vậy, chỉ khi nào tàu ngầm hạt nhân gặp vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, đe dọa tới tính mạng thủy thủ thì mới nổi lên bất thường. Vậy không thể nào loại trừ khả năng vụ chạm mặt tàu cá ngư dân Việt Nam là do một sự cố nào đó khiến thuyền trưởng cho tàu Trung Quốc nổi lên ngay lập tức. Ngay từ lúc Trung Quốc bắt đầu chế tạo tàu ngầm, cho đến nay đã không ít lần xảy ra sự cố, kể cả tàu ngầm Chai-094 cũng phải mất một khoảng thời gian dài, chỉ loanh quanh ở căn cứ không dám đi ra biển vì không có độ tin cậy. Cho nên, việc tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc bị trục trặc là chuyện bình thường. Chỉ có điều họ không công khai những chuyện như vậy. Bởi vậy, chúng ta chỉ có thể quan sát bên ngoài mà không thể trực tiếp biết được đã có chuyện gì xảy ra. Bên cạnh đó, có một số người cho rằng có thể tàu ngầm Trung Quốc nổi lên vì bị vướng hoặc bị sợi lưới đánh cá của ngư dân quấn vào chân vịt.
Tuy nhiên, thiết nghĩ điều này không thuyết phục lắm. Các loại tàu ngầm thường có khả năng lặn sâu từ 300 đến 400 mét. Đây đều là những độ sâu mà chắc chắn lưới đánh cá không thể nào chạm tới. Bởi vậy, không thể nào có thể uy hiếp tàu ngầm bằng lưới đánh cá khi mà tàu ngầm đang lặn để làm nhiệm vụ. Vậy thì liệu có lo ngại việc tàu cá của ta tiến quá gần khi tàu chiến Trung Quốc tấn công hay không? Thực tế, ít khi lực lượng quân sự vô cớ tấn công tàu cá của ngư dân, cho nên việc ngư dân Việt Nam di chuyển gần tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc không là mối đe dọa quá lớn ở khoảng cách đủ để va chạm không xảy ra. Ngoài tàu ngầm, từ trước đến nay cũng đã từng có nhiều trường hợp tàu cá Việt Nam khi đánh bắt ở Biển Đông đã va chạm mặt tàu khu trục, tàu sân bay và tàu tên lửa của Trung Quốc. Đặc biệt, không thể loại trừ khả năng trong tương lai sẽ có một cuộc đụng độ rất lớn tại vùng Biển Đông. Do đó, chúng ta cần phải thật sự khôn khéo trong đối sách mềm mỏng nhưng cứng rắn, thống nhất trong lập trường, tránh để rơi vào cuộc chạy đua vũ trang khi tham gia vào liên minh quân sự của bên này chống bên kia. Chính sách 3-0, không liên minh quân sự, không đồng minh quân sự và không cho nước nào đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ là một chính sách cực kỳ sáng suốt của lãnh đạo ta, luôn giữ cho ta một tâm thế trung lập và tự chủ số phận của mình. Bởi trong công cuộc gìn giữ đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, chỉ có thể tự dựa vào bản thân mình mà không thể dựa vào ai khác. Ta đã và đang tận dụng tranh thủ mọi giúp đỡ quý báu đến từ bạn bè quốc tế, nhưng cũng sẽ không vì vậy mà trở thành con cờ trong chiến lược chống Trung Quốc của một ai đó. Các bạn thân mến, video của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Các bạn khán giả có suy nghĩ như thế nào về sự kiện này? Hãy cho tin mới biết ý kiến của mình bằng cách comment ở phía dưới nhé. Cũng đừng quên like, share, subscribe cho kênh của chúng mình. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh tin mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!